cho các bạn ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chạy cái mã nguồn của phần mềm thì đây là chúng ta có một cái bài viết ở trong Excel 2 Key thì phần mềm này có thể chạy trên Mac Windows 32 bit và Linux thì đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt hai phần mềm cần thiết ở đây mình sẽ mô phỏng ở trên Mac cho các bạn hai phần mềm cần thiết là mini conda chúng ta bấm vào và Visual Studio Code chúng ta bấm vào download thì đây tôi đã mở sẵn cho các bạn đây Thứ nhất á là miniconda chúng ta sẽ vào download thì tôi sẽ chọn miniconda mac 64 bit pkg là package các bạn và cái thứ hai là visual studio Code thì chúng ta sẽ chọn universal của mac sau khi chạy xong á thì tải xong thì chúng ta có hai cái phần mềm này chúng ta bấm cài đặt và mở nó lên tôi sẽ nhấp cài đặt thì đầu tiên nó ra giao diện như thế này chúng ta sẽ bấm continue rồi continue ha các bạn continue tiếp à, agree là mình đồng ý cái ấy của nó rồi mặc định cài luôn sau đó là họ hỏi bác ok ta cài đặt để cho chạy nha các bạn nó sẽ báo cái lỗi này à, hiện chúng ta sẽ cho phép nó sử dụng cái thư mục download xong thì nó sẽ báo như thế này các bạn thì chúng ta đóng nó lại à bạn có muốn giữ cái phần mềm installer này hay không thì mình sẽ giữ nó lại rồi sau đó là mình sẽ nhấp đâu vô cái Visual Studio Code nó sẽ nhảy ra đây sau đó là nó hỏi cái này là phải zip các bạn thì chúng ta sẽ vẫn cho phép nó mở tại vì mình download từ trang chủ mình không sợ của Microsoft mình không sợ thì giao diện mặc định của nó là như thế này thì chúng ta sẽ chọn mặc định luôn ta sẽ chọn đá luôn rồi, ok Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái file tải về của mình. Python. Ok. Thôi kệ nó ha. Kệ nó. Tắt nó đi. Chúng ta quay lại cái Excel 2N Key nè. Chúng ta có cái thương mục tải về. Chúng ta sẽ mở cái đường link này nha. Xảy ra cái này thì chúng ta cho phép nó tải file. Rồi. Chúng ta sẽ vô cái thương mục mã nguồn. Ở trên mát để bạn không cần phải tải cái kia đâu. Bạn vô thẳng cái mã nguồn. Đây là mã nguồn 3.4 nè. ta sẽ bấm Download. À, nhấp chuột phải download thì nó sẽ đau cả cái thư mục đó vô và nó nằm ở cái thư mục download đây chính là thư mục chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ vào cái code visual studio code vô file chúng ta sẽ chọn cái thư mục folder ok chúng ta sẽ vô lại cái thư mục download của mình chúng ta chọn nó Ok, mình sẽ chọn đưa một 3.4 ha. Và nó hỏi mình có tin tưởng nó hay không. Thì mình đồng ý tin tưởng vào tác giả này. Lúc nào cũng vậy các bạn. Và chúng ta sẽ truy cập, cho phép nó truy cập hay không. Vào cái thư mục download thì chúng ta bấm OK. Thì chúng ta xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp đâu vô cái cái này. Rồi, nhấp đôi vô cái này thì chúng ta bắt đầu chúng ta chạy. Để tôi coi cái này nó như thế nào ha. Rồi, install. Ok. Thì là install cái Python này. Sau khi nó install xong á thì chúng ta sẽ bấm uh, run. Bấm run thử coi à. Rồi, install nó luôn ha. Hurry luôn. Rồi cho nó cài hết đi. Mấy cái phần mềm liên quan á nó tự động nó phát hiện. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại uh, cái thư mục của mình ở đây, mình sẽ bấm chạy thử. Không, chạy không được mình sẽ bấm vô đây mình coi mình sẽ chọn ha mình chọn cái thư mục là mini conda nè các bạn chọn cái thằng này nè hả à, đây nó chọn cái mini conda nè nó phải là conda như thế này thì nó mới chạy được ta sẽ run đó run nó nó sẽ báo lỗi ô à, đây nó sẽ báo lỗi là thiếu cái gen anki nè các bạn thì chúng ta sẽ quay trở lại ta quay trở lại cái cái trang này à, chúng ta sẽ cài bốn cái dòng này các bạn ta copy rồi ha chúng ta ra đây chúng ta dán nó ra để cho nó chạy thử ô ở trên mát thì nó không có chạy như vậy được nha thì mình sẽ phải dán từng dòng thôi các bạn thì đầu tiên là chúng ta sẽ install gen anki các bạn paste nó ra ta enter nó sẽ chạy à, nó sẽ chạy nó cài cái gen anki đó cài thành công thì nó ra màu xanh hết như thế này nha các bạn còn nếu mà lỗi á, thì nó sẽ ra màu đỏ cái thứ hai là chúng ta cài cái xlr đây ta sẽ dán nó ra luôn enter chạy nó rồi nó sẽ chạy nha nó sẽ chạy nó tải mấy cái này về nè nó tải những cái package này về nè là thành công các bạn sau khi cài xong hai thằng đó đó là chúng ta có thể chạy được rồi đó Tôi thử chạy nha Ha, rất đơn giản các bạn, cài xong mình chạy được rồi ha, Thì cái nút này là tại vì tôi làm cái giao diện đó, nó xấu thôi ha, Các bạn có thể bấm Browse Files Chọn file Excel ha Chúng ta lấy cái file mẫu của mình, người ta bỏ vô và chúng ta sẽ chạy bằng cái nút này ha, Cái nút này các bạn, Create Unkey Package này, Là xong các bạn Chọn file, rồi nó sẽ ra những cái sheet nào mà tô màu xanh dương Thì những cái sheet đó sẽ được xuất còn Những sheet nào mà không tô màu xanh dương thì nó không xuất Rồi chúng ta bấm này là xong Còn cái nút này á, là nút hướng dẫn các bạn instruction bấm thì nó nó sẽ đi vô cái trang notion của mình tạm thời là nó dạy cái phiên bản của nó là như vậy nếu mà có bất kỳ cái thắc mắc gì thì các bạn hãy tham gia vào cái group zalo ở đây để mà các bạn hỏi tiếp nha